châu hoa nó đẹp hơn đây. Châu này là cây cây này là cây bắp tai. Xem đến ngày nào tôi cũng đắng lên bởi vì ngày nào nó cũng nở cả. Nhưng mà tôi cái ả hàng xóm ở nhà đang ở tại nhà tôi học nhau cây dụ tôi ờ
Rồi, xin chào mọi người này nha.